đời ra sức miệt mài, bỗng thấy lặng lẽ sớm mai sẽ chiều, con đường trước mặt liêu xiêu, muốn lo hậu thế còn nhiều vấn vương. Chuyện đời chuyện đạo Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày mùng 3 tháng 8 năm 2013. Chúng ta đang ở tại tu viện Tây Thiên trong khóa tu Xuất Gia Giao Duyên kỳ thứ 11, và hôm nay là ngày thứ 3 của khóa tu. Quý vị có khỏe không? Hôm nay là ngày thứ 3 rồi, quý vị có quen chưa? Hy vọng là đại chúng bắt đầu làm quen được với thời giờ, những cái thời khóa, và cũng có thể làm quen được với bao nhiêu những cái tiếng chim oanh vũ trong phòng của mình. Ở trong Kinh Di Đà có diễn tả cảnh cực lạc có những giống chim: Bạch Hạc, Khổng Tước, Xá Lợi, Ca Lăng Tần Già, Cộng Mạng. Đó là những cái loài chim ở cõi cực lạc, và đêm nào phòng mình cũng đủ chim hết. Ngày đêm 6 buổi phát ra những âm thanh kỳ diệu, phải không? Làm cho mình nghe xong rồi mình nằm im chỗ, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Cho nên cực lạc là vậy đó. Cực lạc có nghĩa là mình biết tận hưởng những cái giây phút mình đang có. Cực lạc không có ở đâu xa, cực lạc ngay trong cái giây phút mà chúng ta đang sống đây. Và hôm nay và chúng ta đã sống ở cõi cực lạc được 3 ngày rồi. Và chúng ta đừng có quên rằng chúng ta chỉ còn có 7 ngày nữa thôi. Thí dụ vậy đó. Cho nên từng giây từng phút mình sống, mình tận hưởng. Khi mà mình ăn quá đường á, thì chúng ta đưa bàn tay trái lên và chúng ta bắt một cái ấn, cái ngón giữa và cái ngón áp út co lại, chừa lại 3 ngón. Và cái ấn này được gọi là ấn Tam Sơn. Ai là cái ấn này? Ấn Tam Sơn, ấn 3 hòn núi, giống như 3 ngọn núi vậy đó. Tam Sơn, chứ không phải Tam Sơn nha. Tam Sơn và 3 cái núi. Ở trong đạo Phật á, quý vị thường hay nghe cái danh từ là ấn. Ấn có nghĩa là mình dùng một cái bàn tay của mình để mình đưa lên những cái biểu tượng, và cái biểu tượng đó nó xác định cái sự định tĩnh của mình. Thí dụ như khi mà Đức Phật
thuyết pháp thì Đức Phật đưa bàn tay để tượng trưng cho sự định tĩnh khi Đức Phật chuyển pháp luân. Khi chúng ta ngồi thiền, chúng ta bắt cái ấn gì? Hả? Ấn sao? Bàn tay phải để trên bàn tay trái, hai cái đầu ngón tay cái châu lại với nhau và để ngay trước lòng bàn chân mình. Thì cái ấn đó gọi là ấn hàng ma. Hàng ma tức là làm cho bao nhiêu những cái ma, ma loạn tưởng. Cái ma loạn tưởng nó đi chỗ khác chơi. Cho nên khi mình ngồi như vậy để biểu lộ cái gì? Biểu lộ cái sắc thái, biểu lộ cái định tĩnh của người đang ở trong cái sự định tĩnh của thiền định. Hiểu ý không? Thì khi mình đang ngồi, rồi khi mà mình chắp tay như thế này cũng có thể gọi là một cái ấn, ấn liên hoa. Thí dụ vậy. Ví dụ như những người mà người ta trì chú chuyên môn về mật tông, trước khi người ta dùng sâu chuỗi thì người ta để cái sâu chuỗi trong lòng bàn tay. Thì cái ấn này, và trì một cái câu chú gọi là câu chú sổ châu, tức là chú trước khi dùng chuỗi. Thí dụ vậy đó. Vậy cho nên thí dụ mấy ngày nay Pháp Hòa gặp đại chúng, Pháp Hòa hỏi sao bữa nay quý vị ăn cơm ngon không, thì thay vì quý vị nói ngon, quý vị nói dách lầu. Thí dụ vậy. Mà nếu bữa đó mà dở quá thì mình cũng có một cái ấn mình đưa xuống, mình nói sao dở quá. Thí dụ vậy đó. À, rồi thí dụ hỏi Pháp Hòa hỏi là cái đó được không, quý vị ra dấu. Ngày hôm qua, hôm bữa đầu tiên á, thì có một cái cô Phật tử và nhờ điều khiển cái bữa đi thiền hành đầu tiên, thì cô đứng phía sau á, cô biểu tượng, cô cho mình biết là mọi người đã đi vào vị trí và không còn ai nữa, để thầy, quý thầy tiếp tục điều khiển chương trình. Cô đưa tay cao lên, Pháp Hòa thấy liền mà nói, cô nói là done, perfect. Vậy thì mỗi một cái việc làm của chúng ta nó đều có cái ấn. Bàn tay của chúng ta có thể bắt đủ thứ ấn hết. Mình cầm một cái khăn mình lau bàn, mà lau bằng cả cái trái tim của mình, thì cái khăn đó, bàn tay đó cũng là bàn tay bắt ấn. Cho nên khi mình bưng bát cơm lên mình cúng dường cho Phật, mình bưng bằng ba ngón tay, ba ngón như thế này, và cái ấn này gọi là ấn tam sơn. Và tam sơn này tượng trưng cho niệm, định, tuệ. Niệm, định, tuệ. Niệm nghĩa là chánh niệm, định nghĩa là định tĩnh của tâm lòng, cái tấm lòng của mình, cái lòng của mình. Tuệ là trí tuệ của mình. Cho khi mình ở trong đây, mình làm bất cứ việc gì, dù mình ăn, mình đi, mình làm việc, mà mình làm bằng cả cái chánh niệm của mình, thì tự nhiên trong lòng mình nó rất nhiều những sự bình an. Thí dụ như á, Pháp Hòa thấy có những đêm thì có những vị thức khuya ở lại cuối cùng để dọn trai đường. Nhưng mà dọn bằng cái vui vẻ, bằng cái thực tập, chứ không phải dọn bằng cái sự buồn khổ. Thì dọn nhà như vậy, lau nhà như vậy, quét nhà như vậy, có cực nhưng mà không có khổ. Giống như quý vị ở trên chánh điện rất là chật, lại nhiều khi lại không được nữa, cuối cuốn xuống không được, lại được có phân nửa thôi, hơi cực đó nhưng mà không có khổ, ít ra mình còn cúi xuống được. Vì vậy cho nên á, mình sống, mình tu, mình làm bất cứ việc gì mà mình làm bằng cái trái tim của chánh niệm. Mà chánh niệm là gì? Chánh niệm tức là mỗi một cái suy nghĩ của mình nó chân chánh, và mình để hết tâm mình vào mỗi công việc của mình, thì đó là việc làm của chánh niệm. Mà mấy ngày nay mình đi tới đi lui ở trong trai đường, ở ngoài trai đường, ở những cái phòng vệ sinh, thì mình sẽ thấy được sự chánh niệm của những người đi vào trong đó. Thí dụ như mình rửa mặt xong rồi thì mình lấy cái khăn mình lau cái sink, thì đó là chánh niệm. Tại vì mình biết rằng mình mà làm dơ thì người khác bước vào, người khác cũng cảm thấy khó chịu, cũng giống như mình sẽ khó chịu khi mình thấy cái sự dơ giấy đó. Đó là có chánh niệm. Mình chánh niệm về mình và cũng chánh niệm về người.
Cho nên mình có chánh niệm khi mình nói, khi mình chánh niệm khi mình làm, thì tự nhiên mình dâng tặng, mình cúng dường cho đại chúng rất nhiều niềm vui. Quý vị đừng có lầm cái chữ cúng dường là phải cúng thức ăn, cúng vật phẩm, không. Sự có mặt của mình cũng cúng dường, bởi vì cúng nghĩa là cung cấp. Chữ cúng nó đi ra từ cái chữ cung cấp. Chữ dưỡng là dường á, dường nó đi từ chữ dưỡng. Dưỡng nghĩa là dưỡng nuôi, dưỡng nuôi. Thí dụ như quý vị biết không, mỗi lần mà ra ăn cơm mà đại chúng im lặng, 200 người, 300 người mà đại chúng cùng im lặng với nhau hết á, thì nó dưỡng nuôi mình dữ lắm. Tại vì mình thấy được cái sức mạnh của tăng, của đoàn thể đông mà có một sự im lặng rất hùng biện, rất hùng. Quý vị buổi sáng tụng đại bi á, có lắng nghe không? Đại chúng tụng đại bi một cách rất hùng mạnh. Hay là buổi chiều tụng 3 biến chú đại bi hay 7 biến chú đại bi rất hùng mạnh, giống ngày hôm qua mình công phu chiều vậy đó. Công phu hết lòng tụng một thời kinh rất hạnh phúc, thì đó là tụng kinh có chánh niệm. Mà khi mà có chánh niệm vậy, dù cái âm thanh nó hùng như vậy, tự nhiên nó làm cho con người mình lắng xuống hết, bao nhiêu phiền não tiêu tan hết, đàn tràng thanh tịnh ở ngay đây. Cỏ úa hóa ra cỏ tươi, cõi uế hóa ra làm cõi tịnh. 2-3 ngày nay mình trở thành ra héo lắm, ngủ không được, tăng xong nó lên, ngủ không được tăng xong lên. Rồi mình ăn uống có thể không có quen cái khẩu vị của mình thường ngày mình ăn, chứ mình héo lắm. Nhưng mà nhờ có cái gì? Nhờ có hỷ lạc. Trong khi mình nghe pháp, trong khi mình tu tập, và trong khi mình tiếp xúc với tăng thân, cho nên tự nhiên nó bù lại. Mệt thì có mệt đó, nhưng mà vui quá. Hồi nãy có một bác, kêu bác là không đúng rồi đó, giới tử. Nhưng mà giới tử này hơi già, cho nên mình phải gọi bác. Khóc tại thứ hai đi về. Xong có quà chọc và nói sao, vui quá khóc phải không, được về nhà nằm giường sướng, ăn sướng, không phải vậy đâu thầy. Thầy đừng nói vậy quen con. Khi mình bắt ba cắt cái ấn này nè, mình để chén cơm này lên cúng bạch Đức Thế Tôn, bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư hiền thánh tăng. Con đang dâng chén cơm của niệm, của định, của tuệ cúng dường. Con không phải dâng một chén cơm bình thường nữa, mà trong chén cơm này, khi con lấy cơm đó, con lấy bằng cả chánh niệm của con. Con không có nói chuyện, tại vì con nói chuyện thì vitamin nó sẽ dâng vô đó. Cho nên con không nói chuyện. Mà nếu không đi vô trong bát con thì đi vô nguyên cái thao bự đó. Cho nên bạch Đức Thế Tôn, con nguyện lấy cơm không nói chuyện. Và con rất chánh niệm về cái bao tử của con. Tại con có cái tật, con mắt nó to hơn cái bụng. Thì bạch Đức Thế Tôn, con có rất chánh niệm về cái bụng của con. Cho nên con đang ôm cái bình bát này nè. Bình bát này gọi là bình bát ứng lượng khí. Ứng tức là ứng hợp, lượng là số lượng, khí là cái dụng cụ để đựng. Dụng cụ này để đựng thức ăn mà ứng hợp với sức ăn của con. Con lấy xong rồi con ngồi con ẩn hoài. Tại vì hồi sáng con cuốc mấy chục cuốc, con đói quá trời quá đất. Rồi con vô con thấy món nào cũng ngon hết. Con tưởng là con đói dữ lắm. Tới hồi con lấy ra là con ăn đâu có mấy muỗng cái con phát no. Bây giờ con nhìn lên con thấy hòa thượng cũng ngưng rồi, mấy thầy trẻ cái bát cũng đầy mà cũng sắp xong rồi. Bây giờ con ngồi con ẩn. Cho bạch Đức Thế Tôn, con sẽ dâng cúng cho Đức Thế Tôn chén cơm của niệm, của định, của tuệ. Con có định, con có lắng xuống cho nên con thấy được bao nhiêu là công sức ở trong chén cơm này. Và con có trí tuệ cho nên con sẽ chọn những món ăn nào phù hợp với cơ thể của con. Và con biết rằng cả một cái quá trình tu học
bất cứ pháp môn nào cũng không ngoài ba môn niệm, định và tuệ. Tụng kinh mà không có tụng trong chánh niệm, tụng nó cũng trật như thường. Có tin là có khi mình tụng kinh trật chữ không? Con về nương tựa pháp, con đường của tình yêu dài. Thay vì con đường của tình thương, tại lâu nay mình bị tình yêu coi phim Hàn Quốc nhiều quá. Cho nên mình tụng kinh mình cũng tụng bằng cái trái tim của chánh niệm. Tụng kinh, ăn cơm, vậy cho nên mình khi mình dùng cơm á, là trước khi mình ăn cơm á, là mình để cái bát cơm ở trên cái bàn tay của mình bằng một cái ấn. Và cái ấn này gọi là ấn tam sơn, ấn niệm, ấn định, ấn tuệ. Và sau đó bàn tay phải của mình bắt một cái ấn khác. Ấn này gọi là ấn cúng dường hay là ấn cát tường. Cát tường là gì? Cát tường là điềm lành. Điềm lành, mà điềm lành cũng từ một trong sáu nghĩa của chữ ta bà ha. Con đang ở đây, con không còn rong ruổi ở đâu nữa hết. Con đang ở đây trong giây phút này. Có bài tụng hạnh phúc: chúng con được ngồi đây trong phút giây hiện tại, bao bọc bởi tăng thân, thấy mình thật may mắn, sinh ra được làm người đầy đủ sáu căn, lại có duyên được sống hòa hợp trong tăng thân. Năng lượng của tăng đoàn, giới định và uy nghi đang bảo hộ cho con, không để gây lầm lỗi, không bị nghiệp xấu đẩy đi về nẻo tối tăm, lại được cùng vạn hiền đi trên đường thánh thiện, có ánh sáng chiếu soi của Phật và Bồ Tát, hạnh phúc quá trời. Cho nên đọc từng cái câu đó thì câu nào không phải là những câu của hạnh phúc. Vì vậy cho nên bài tụng đó được gọi là bài tụng hạnh phúc. Cái bài tụng đó gọi là bài tụng hạnh phúc. Có ánh sáng chiếu soi của Phật và Bồ Tát. Nếu không có Thế Tôn, nếu không có Diệu Pháp, nếu không có tăng đoàn, làm sao con may mắn được phát lạc hôm nay? Nếu mà bây giờ con không có Phật Pháp thì con cũng đang làm sao? Khói lửa tơi bời. Bao nhiêu những cái khổ đau nó dồn dập tới. Và con tưởng đâu con đi vô trong này rồi con sẽ gặp Bồ Tát Bất Thối Vi Bạn Lữ. Ai ngờ đâu mới gặp làm cho con thối một cục. Nhưng mà con nhờ có Diệu Pháp, con nhờ cái bài tụng nguyện tiêu tam chướng, không phải trừ phiền não, nguyện tiêu tam chướng chư phiền não. Bài này mình học năm ngoái rồi. Nguyện đúng ra mình phải đọc là nguyện tiêu tam chướng chư phiền não. Tức là phiền não nó nhiều lắm, không phải ít đâu, không phải chỉ có ba đâu, mà nó nhiều lắm. Vì cho nên mình đi vào trong này rồi, nhiều khi cái thấy nó cũng làm cho mình bị chướng nè, đúng không? Cái nghe nó làm mình bị chướng nè. Rồi cái gì nữa? Cái nghi nó cũng làm mình bị chướng nè. Và mình thấy cái người kia hôm qua thân thiện với mình, sao bữa sáng nay nhìn mình lạ lạ, bắt đầu mình nghi rồi. Rồi mình có nói bụng nó để tôi để ý coi bữa nay làm sao. À, mà mình quên, thay vì mình nói vậy thì mình nói, để tôi để ý cái tâm tôi coi hôm nay nó đang chồi sụp ra làm sao. Nhưng mà mình để ý người ta nhiều hơn. Thay vì nói mấy ngày nay tôi ở đây tôi tĩnh lạc, tôi để ý tôi nhiều lắm. À, tôi để ý rằng cái tham của tôi, cái sân của tôi, cái si của tôi. Cho nên mình tu 10 nghiệp đó, hay là mình để ý coi 10 cái giới mà mình thọ mấy ngày nay đó, mình nhớ được mấy giới. Bây giờ các vị đang là sa di hết rồi đó. Sa di, sa di ni. Giờ nhớ 10 giới không? Nhớ không? Thứ nhất là cái gì? Thứ hai, thứ ba, trật lật. Không có nói không được nói là không tà dâm. À,
Tại vì tà dâm là còn cư sĩ. Nhớ cái khi không? Đừng có đọc theo cái thói quen sát sanh trực cấp tà dâm nói với uống rượu. Rồi bây giờ mình kiểm lại coi mình giờ. Hồi sáng này Pháp Hòa lượm đựng cây bút nha. Pháp Hòa cần viết, cái Hòa mới rút trong cái ống viết ra, cái mình viết xuống ngủ. Sao cái cây viết này hôm nay nó mềm dữ vậy? Tới hồi ngó lên hỏi cái cô coi cây viết này là cây viết gì, nó mềm dữ vậy? Cô nói dạ cây này cây kẻ trứng mài. Mà mày viết nó ra nó đậm bột không à. Cô sao cái viết này bữa nay nó kỳ vậy? Thì ra là ai đó nghe được cái giới thứ sáu là không được trang điểm, cho nên đem cúng cho chùa. Phải chi mà giữ cái giới thứ 10 mình cũng đỡ khổ. Nói giới thứ 10 là không được cầm nắm tiền bạc. Thôi con có nhiêu đưa thầy hết đỡ. Phải chi giữ cái giới thứ 10 đỡ khổ mình không? Đó. Rồi bây giờ mình giới thứ 6 là mình không có trang điểm. Thì thí dụ bây giờ mình quen rồi, sáng nào mình rửa mặt xong cái mình cũng rút cái đó ra, mình vừa định đưa lên nói nhớ nhớ cả giờ. Bữa nay đang giữ giới, kiểm soát cái đó. Thay vì mình để ý cái đó thì mình nói nè nè chị để ý cái bà đó nghe không? Nói vậy làm chi? Cái đó nó thường quá. Mình phải làm người bất thường. Mà cái bất thường này nó đưa mình từ cõi phàm lên cõi thánh. Có những cái điều mình làm nó bất thường lắm. Chẳng hạn như vô đây ở 10 ngày là đối với người ta là mình bất thường lắm á. Mình xâm thiên ron á. Đi làm cực khổ để dành tiền, tưởng đâu đi đâu holiday. Ai ngờ đâu vô đây thì sao? Hiến máu cho mũi. Năm 2011 quý vị lên đây là mũi hơi nhiều. Trời cha, năm đó rồi mạnh ai nấy làm thơ. Làm thơ xong rồi hò nữa. Năm nay có ai ra câu hò nào chưa? Tội nghiệp, năm ngoái mũi cũng khá. Mà nhờ mũi nhiều vậy cho nên mũi cũng đem 500 cái mùng về chùa đó đấy không? Cho nên nhiều lúc ở trong đạo á, chúng ta tập vậy nè, có những cái chúng ta phải nhìn nó rất là khổ, nhưng mà nếu chúng ta nhìn bằng cái cặp mắt tuệ đó thì chúng ta thấy nhờ nó mình tu giữ, đúng không? Tối hôm qua khoảng 11 giờ đêm thì qua có cái phone, thì con em này nó khoảng chừng 20 tuổi thôi. Thì em vô tình em lên trên mạng em coi sao đó, thì nhầm một cái hình của một cô đó cũng chết rồi. Thì nó bị ám ảnh. Và chỉ mấy bữa nữa là em sẽ đi thi. Mà em bị ám ảnh cái hình của cô đó quá chừng, bây giờ không học hành gì được hết. Thì nó sợ quá, nó phone nó hỏi Pháp Hòa. Thì Pháp Hòa cũng dạy cho em, bây giờ con quán đi. Có thể cô đó như vậy mà nhờ như vậy cho nên giúp cho mình tu nhiều, bằng cách là con có thể sau cái kỳ thi này rồi con sẽ tu giỏi hơn. Tại vì nó cứ hứa tụng kinh hoài mà nó không tụng. Thì qua nói có biết đâu chừng kỳ này cô này giúp cho mình, hứa với cổ xong mình sẽ tụng. Nói cô ơi cô đừng cho con thấy cô nữa, con hứa con thi xong con tụng kinh cho cô nghe. Thí dụ vậy. Cho nên trong cuộc sống có nhiều khi có những cái mà nó khó thì nó lại giúp cho mình ở trong một cái trạng thái khác. Cho nên có những cái việc mà mình người ta cho mình là bất thường, nhưng mà cái bất thường này á, nó sẽ giúp cho mình có một cuộc sống bình thường hơn cái bình thường kia. Nếu mình đi làm ra, mình có tiền, mình đi chơi thì cũng vui. Nhưng mà cái vui đó hết xong rồi là thôi, không có gì đặc biệt. Nhưng mà vô trong ngày mình ở 10 ngày với chúng rồi, sau 10 ngày rồi, cuộc khổ thì cũng có, phiền phiền thì cũng có, nhưng mà bù lại cái tịnh lạc nó phải hơn chứ.
Nếu mình thấy 10 ngày này mà mình phiền não nhiều hơn là cái an lạc là mình trật á, chứ không phải tăng thân trật đâu. Thấy không? Đại chúng nuôi mình ngày 3 bữa cơm đủ mà. 3 buổi ăn vật thực là nuôi thân, 3 buổi pháp nuôi tâm, rồi 2 thời tụng kinh, 2 thời ngồi thiền. Tối sợ mình ngủ còn mộng mị, còn khải bạch Thế Tôn nữa. Vậy mà mình không hạnh phúc là sao? Rồi bây giờ mình nói vô đây cực khổ quá, rồi bây giờ cực lạc với cực khổ song song, hai đường cực hết, biết dông đường nào. Rồi mình mới than là cực lạc cực khổ song song, hai đường cực hết, nên dông vô chùa. Mà dông vô chùa mình cũng cực tiếp nữa thì không được. Cho nên nhiều khi á, cái phiền não không phải ai tạo cho mình, mà chính mình tự khó khăn với cái đó thì nó thành ra phiền. Thì bây giờ Pháp Hòa trở lại, nếu không nhờ một bầy mũi thì chùa không có 500 cái mền. Nhờ ở cái mùng, mùng mền giống nhau. Lâu lâu cho thầy nói lộn, hộp dịch còn lộn. Thầy lộn đâu sao. Quý vị thấy được cái điều Hòa nói không? À, nếu không có cái khó thì sẽ không có cái tuệ. Cho nên nhiều khi cái khổ á, nó lại giúp cho chúng ta trưởng dưỡng được cái đạo tâm, làm cho sự nghiệp giác ngộ của chúng ta nó lớn lên. Chứ nếu mà mình á, nghĩ rằng vô trong này, bây giờ thí dụ vô trong này y chang như mình ở nhà thì đâu khác gì, thôi thôi mình mua vé chi, đi chi cho nó cực. Nó phải có cái khác, mà cái khác này nó bất thường, mà nó bất thường ở vô lượng nghĩa. Đối với cái người mà vô đây ngồi thì ta thấy mình là bất thường phải không? Mình làm chuyện lạ. Rồi trong cái bất thường này là có những cái chuyện mà nó trồi lên hụp xuống nè. Phiền người này trách người kia thí dụ vậy. Nói như vậy không có nghĩa là mình nói cái chuyện không tốt, không phải. Nhưng mà đó là một cái sự thật, nó xảy ra trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Khi chúng ta hành đường, nội cái chuyện mà giấy sách làm sao, muỗng để làm sao, nó cũng có một hai cái ý kiến. Nhưng mà chúng ta đã, cho nên học Phật rồi quý vị ơi, mình sẽ thấy đạo Phật nó hay vô cùng. Biết trước vậy hết, cho nên mới có một bài tụng thống lý đại chúng để nhất thiết vô ngại. Rõ ràng không? Nếu mình chưa thống lý được đại chúng thì làm sao tất cả không trở thành ra, không trở ngại được. Đó, cho nên tại sao phải quy y Tăng? Bởi vì Tăng là hòa hợp, mà đã hòa hợp thì sẽ thống lý tất cả, hòa hợp tất cả, mà đã hòa hợp được tất cả thì có gì ngại nữa mà nói. Cho nên mỗi thời tụng kinh rồi thì chúng ta tụng tự quy y Tăng, cầu cho chúng sanh thống lý. Chữ thống lý này không phải là thống lãnh nha. Thống lý này là mình thông với nhau hết. Mình thông với nhau hết để chúng ta đến cái chỗ vô ngại. Rõ ràng không? Cho nên nếu mà chúng ta có cái niệm, cái định, cái tuệ thì ngay một thời kinh vẫn là một bài pháp như thường. Cho nên nếu mà nói nghe pháp đó, ôn tụng giáo pháp là một ngày năm thời đó. Sáng một thời kinh, quý vị tụng thủy sám mà sáng rồi nè. Thấy thủy sám nói những cái chuyện của mình không? Đó. Vậy thì có, bây giờ mình không nghe pháp mà mình đang tụng, tụng cái pháp. Tụng cái pháp để làm gì? Để thâm nhập kinh tạng. Để làm gì? Để trí tuệ như như biển, như hải cũng được. Hải là biển. Dám nói hải là sợ lắm. Cho nên khi mà mình bắt cái ấn lên mình cúng dường, và cái ấn bên này là xác định con đang có bình an để dâng cúng Đức Thế Tôn chén cơm này. Con cúng Đức Thế Tôn, con cúng chư Phật bằng niệm, bằng định, bằng tuệ. Cho nên Đức Quan Âm
cũng bắt cái ấn này. Cát tường. Rồi khi chúng ta bắt xong rồi, xả. Hồi trưa này Pháp Hòa ngó xuống, có một đứa nhỏ. Quý vị biết nó xả ấn cách nào không? Nó cầm cái bát vậy nè. Nó tụng xong nó xả ấn nó làm vậy. Rất là dễ thương. Phải không? Tức là bạch Đức Thế Tôn, con cúng viên mãn rồi đó. Tròn đủ cho ngài rồi đó. Nó xả cái ấn rồi nó liền vòng ở chỗ cái bát vậy đó. Con nít á, nhiều khi nó có những cái nghịch nghịch vậy đó. Mà những cái đứa nghịch nghịch vậy mà nó ở chùa lâu. Quý vị biết hồi Pháp Hòa làm sari á, quý vị biết Pháp Hòa tụng kinh Công Phu Chiều bằng cách nào không? Bây giờ không có mấy chú mới dám kể đó. Cho nên bây giờ Pháp Hòa mà nói mấy chú nghịch á, cũng chưa chắc bằng mình á. Hồi nhỏ mà tụng Công Phu Chiều á, cái mỏ mà tụng Công Phu Chiều, Pháp Hòa không có lấy cái dùi qua thỉnh về đâu. Pháp Hòa để cái dùi nằm dưới và dệt nguyên cái mỏ xuống. Tụng vậy á. Rồi đang tụng Công Phu vậy á, cái tới cái chỗ mà án ngon á, Pháp Hòa lật cái mỏ đứng lên. Cái vào lấy cái mỏ đó, cái miệng mỏ đứng thẳng lên, cho cái vành của cái mỏ chĩa lên về cái đập hai bên nè. Án non 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 án non. Tại có mình à, không ai này ra gì hết đó. Mà đi tu là không có huynh đệ như mấy chú bây giờ đâu, có một mình thôi cho nên nó buồn lắm, phải kiếm gì chơi cho nó vui để tu. Hồi có mà đi tu có một mình thôi, không có huynh đệ. Rồi quý vị biết không, Công Phu buổi chiều á, rồi mấy Phật tử mà vô chùa mà tụng kinh vậy. Bây giờ hồi chiều này Pháp Hòa mới giỡn lại cái giỡn của Pháp Hòa hồi nhỏ đó. Là thầy nào mà tới ngồi gần Pháp Hòa không cần biết, chỉ trừ Hòa Thượng không dám giỡn thôi. Rồi quý Thượng Tọa mà gần gũi với mình chút nha, giả bộ ngồi cái vuốt ve Thượng Tọa về nhưng mà mở nút áo hết á. Chịu có một Thượng Tọa bị rồi. Có vài giả bộ nó Thượng Tọa khỏe không, rồi cái đưa tay xuống tháo lúc áo hết. Rồi còn không á, mặc cái áo mà có mấy cái dây đó không, cái Pháp Hòa nhẹ nhẹ hoặc câu cái dây lên hoặc cột rác đứng dậy làm cục nùi đục cục nùi. Còn mấy cái tọa cụ mà xưa mai bằng cái bao vải rồi dồn gòn vô rồi nó có cái dây gút á, nó có cái dây dư đó nè. Mấy vị tụng kinh đó, ngồi thiền ở Pháp Hòa cứ lén lén sao vào cột cái đạt áo với cái đuôi của cái Pháp Hòa lòng. Lát đứng dậy là người nào cũng có một cục một. Còn không mà hai cái vạt áo mà hai cô ngồi hai bên là thế nào cũng dính. Đứng dậy mà xá một cái tẻ làm hai cái nghịch lại. Cho nên nhiều khi á, rồi cái quý vị biết hồi nhỏ là chuyên môn giấu bóp với giấu dép. Tại vì ai tới chùa không muốn cho người ta đi về, người ta đi về mình buồn lắm. Cho nên đó, mỗi lần nghe bác nào cô nào sắp sửa đi về, Pháp Hòa lấy bóp và giấu, không muốn cho về. Thì có một bác Phật tử mới nói kệ đi, cho chú giỡn chú chơi đi. Chú chơi như vậy mà, tại vì nhỏ cho chơi như vậy mà ổng ở chùa ổng tu. Một cái câu nói đó nó chứa đựng cả hiểu và cả từ bi trong đó. Vì vậy cho nên nó làm Pháp Hòa mới nói á, có nhiều khi mấy chú nhỏ giỡn giỡn. Còn quý vị Pháp Hòa làm thị giả nha, lặt rau muống á, hồi đó có quý thầy thích ăn rau muống cọng á, lặt ra xong cái Hòa mỗi một cọng rau muống mà nhét ớt vô giữa. Pháp Hòa lấy ớt mà nhét vô cái cọng rau muống, trời ơi ăn quá đường đâu có chút được la hét gì đâu. Ngậm nghe. Buổi chiều rồi còn lá làng nữa được á. Cho nên Pháp Hòa không bao giờ chơi buổi chiều. Chơi giờ quá đường thôi.
Rồi quý vị biết không, hồi đó mà đi an cư á là không có đi khất thực như vậy, mà mỗi thầy có một cái bát, thì cái bát đó là bát không, rồi ở ngoài mới có cái ly nước, rồi mới có một chén cơm, rồi mỗi lần trước khi qua đường là phải tráng bát, rồi mới lấy cái chén cơm để vô cái bát đó. Hồi đó qua đường nó cực đủ thiểu hết trơn á, cái hôm qua dở nắp bát ra cái mấy cái chén nước tương nhỏ nhỏ và để vô đó hết, cái mấy thầy đâu có ý dở nắp bát đổ ly nước vô thế sao đi. Sao đen thùi hết trời vậy? Ngồi giường thay nước tường. Ai dám? À, không dám đâu. Phạt là giờ này ngoài kia rồi. Thì Pháp Hòa xin thưa với đại chúng á, là như hồi trưa vậy đó, thỉnh thoảng mà thấy mấy đứa nhỏ nó chơi nghịch, thì trừ cái trường hợp nó quá nghịch đó, thì mình la rầy, chứ còn những cái nghịch nó nhỏ nhỏ và nó rất dễ thương. Có cái chú đó, chú mới leo lên bàn Phật, cái chú lột chuối, chú đút chuối cho Phật ăn. Nè ăn đi. Thì quý vị biết không, cái tượng Phật thì ngồi im, chú nhét. Còn quý vị biết hồi xưa Pháp Hòa lao tượng Phật bằng cách nào không? Hồi đó cái tượng Phật mới thỉnh Việt Nam về, chưa kịp ăn vị, chưa kịp để lên, còn để dưới đất vậy nè. Đi học về Pháp Hòa clean bàn thờ, Pháp Hòa lóc cửa lại. Tại vì mình để cửa cho ta thấy sao? Lóc cửa lại. Xong lấy cái khăn nhúng lao mặt Phật. Lao xong lấy nguyên lá cờ Phật giáo trùm như cái khăn. Trùm Phật cột như mấy bà vậy đó. Rồi cái thì cái lá cờ Phật giáo nó có cái đuôi nó dài đó. Cái chùm vậy cái ở đằng sau Phật nó phủ cái quà chui vô và lắc như con lăn nữa. Tại vì hồi nhỏ lân, mà đâu có lân mà múa, thì thôi sẵn có cái tượng Phật ngồi dưới này mình cột, trong mình ở ngoài sau mình làm cái đuôi mình vũ. Rồi cái chuyện đó nó xảy ra ở cái tạc đường 109 đó. Mà lúc đó cũng 17 tuổi rồi. Cho nên rồi mình bắt ấn này nè. Niệm định tuệ cúng dường các tường. Quyết định, con đã xác định sự bình an nơi con, sự niệm, sự định, sự tuệ nơi con cúng dường. Niệm định tuệ. Và quý vị để ý ba cái này á, nó không thể rời được trong cuộc sống tu đạo của chúng ta. Nấu ăn cũng nấu bằng niệm, bằng định, bằng tuệ. Thí dụ như á, mình có chánh niệm, mình biết rằng mình đang cần tăng thân giúp, thì mình phải kêu lên à tôi cần giúp, chứ không có vì tự ái, vì giận hờn tôi không cần, nhưng mà thật sự rất cần, phải không? Thành tử ra khi có cái niệm thì nó sẽ giúp cho mình có cái định, cái tuệ. Và nói niệm nó định nó tuệ, chứ thật sự ra chỉ cần có cái niệm thì trong niệm nó phải có định, có tuệ. Vì nếu chúng ta không có hiểu, không có tĩnh lặng, làm sao có chánh niệm được? Và trong định nó có niệm, có tuệ. Cái này đạo Phật gọi là tương tức. Tương tức tức là trong cái này nó có cái kia. Mấy chú ở chùa là thỉnh thoảng mấy chú chơi với nhau xong rồi chụp hình. Chụp hình xong rồi bây giờ nó tối tân lắm, nó có Photoshop. Ảnh đem vô, ảnh vẽ râu chú này, ảnh làm chú kia súng răng, ảnh làm chú kia lòi mắt rồi đó. Ảnh làm xong ảnh làm thành một cái clip 10 phút hay 5 phút vậy, đem lên cho Hòa coi. Mà mỗi lần coi như là mình cười chết bỏ luôn. Đủ kiểu hết á. Mà thật sự chụp bình thường thôi, mà bây giờ Photoshop làm hay á, không? À, chú thì súng răng, chú thì lộ mắt, rồi chú đủ kiểu hết. Thì khi mình coi những cái hình ảnh đó, mình rất là thích. Tại vì
mấy chú có cái tình huynh đệ trong đó. Nó thương nhau nó mới làm được như vậy. Còn nếu không thương nhau thì mặc kệ, ai muốn sống sao sống, muốn làm sao làm. Cho nên á, Pháp Hòa hồi chiều này có một cô, hồi trưa này có một vị bước ra, bạch thầy, trong phòng con có một cô bệnh, con được lấy cơm về phòng không? Pháp Hòa nói được chứ. Vì Pháp Hòa nghe như vậy là Pháp Hòa biết có tình huynh đệ trong đó. Cái quán thứ năm mình có thực hiện là con xin vì muốn thành tựu đạo nghiệp, xây dựng tình huynh đệ và chí nguyện độ đời, nên con nhận thức ăn này. Thì vậy thì chúng ta biết rằng chúng ta nhận thức ăn không phải để tranh đua ích kỷ, mà nhận để tu chí nguyện độ đời và xây tình huynh đệ. Tình huynh đệ không xây thì không làm gì được hết. Huynh đệ của mình chưa xây dựng được thì làm sao mình kêu gọi người khác đi tu theo mình được. Người ta vô, người ta tu, người ta thấy mình chia rẽ rầm rầm, làm sao được. Cho nên phải thực hiện cái điều thứ năm: con nhận thức ăn này vì con muốn xây dựng tình huynh đệ. Tiếng Anh dịch rất là rõ: sisterhood, brotherhood, tình chị, tình anh, tình anh em, tình chị em. The idea of serving all living beings, chí nguyện độ đời. Bây giờ mình đi tu á, nó có một cái chí hướng cho mình để mình đánh được những cái phiền não ra bên ngoài. Chí nguyện của con là con nhất định con xuất gia gieo duyên trong mấy ngày đó, để con gieo duyên đời này và đời sau. Nếu đời này con chưa được thì đời sau con được. Và con biết rằng sự tu tập của con nuôi dưỡng con cái của con. Nếu mình thấy con cái của mình, người thân của mình là cái điểm tối thượng của mình thì những cái lặt vặt mình cho đi được hết. Mình phải có một chúng sanh để mình thú hướng về đó. Cho nên mình kêu hồi hướng đó, hướng về người đó, hướng về người đó để chúng ta dâng cái công đức mà chúng ta có được cho người đó. Mà trước khi hướng về cho người đó, chúng ta phải hồi, quay trở lại, xây lại mình, coi coi mình có dư hay thiếu mà hồi, mà hướng cho người ta. Trước khi mình hướng mình phải hồi. Hồi là mình quay trở lại, coi coi mình ít hay nhiều, đủ hay thiếu mà chúng ta hướng. Cho nên cái câu thứ nhì mà quán nguyện ở trong tiếng Hán á, là thổn kỹ đức hạnh toàn khuyết ứng cúng. Hãy nhìn lại cái đức hạnh của mình đủ hay thiếu, toàn hay khuyết. Thổn kỹ là mình suy nghĩ lại của mình nè. Đức hạnh của mình toàn là vẹn toàn hay là khiếm khuyết. Cho nên khi ăn mình nhìn lại. Vì điều thứ nhất, mình đã suy nghĩ ra rằng thức ăn này từ đâu mang tới. Kế công đa thiểu lượng bỉ lai xứ. Kế là mình đếm coi cái công này nhiều hay là ít, đa hay là thiểu đó. Kế công đa thiểu lượng bỉ lai xứ, từ đâu mà tới. Vì vậy cho nên cái bài tiếng Việt nói rất rõ. Bây giờ thay vì nói hỏi thì bây giờ đây là câu trả lời: thức ăn này là tặng phẩm của đất trời, của muôn loài và rất nhiều tình thương công phu lao tác. Đúng không? Không có tình thương không làm được. Có những vị không có tu nhưng mà nghe mình tu ở nhà làm bánh gửi lên cho mình. Quý vị có biết có những miếng bánh mà chúng ta dùng nó cách đây 300 cây số. Người ta làm ở nhà người ta không lên được, người ta gửi xe đem lên. Có một hôm Pháp Hòa thấy cái cô đó đang đổ rau câu, thì Pháp Hòa bày cho cô đổ rau câu khoai môn. Bữa quý vị mới có rau câu khoai môn đó, là bữa lần đầu tiên cô làm đó. Pháp Hòa bày cái công thức cho cô. Cô làm xong cô lại cô hỏi: thầy có thử chưa? Nó được lắm. Thì nghe mình nói xong, cô thương đại chúng quá, cô làm liền, đi mua khoai môn về làm liền. Vậy thì chúng ta kế công đa thiểu lượng bỉ lai xứ. Đặt một câu hỏi:
từ đâu mà tới? Thì cái bản tiếng Việt nói rất rõ, thức ăn này là tặng phẩm của đất trời, của muôn loài, với rất nhiều tình thương và công phu lan tác. Thứ hai, mình nói kiểm lại coi mình toàn hay khuyết cái đức hạnh của mình mà nhận cái này, thì nói rất rõ. Thay vì mình nói như vậy thì mình bây giờ mình lập ra cái chí nguyện tu, xin ăn cơm với lòng biết ơn, nguyện ăn cơm với lòng biết ơn, ăn trong chánh niệm, ăn và sống trong chánh niệm để xứng đáng thọ nhận thức ăn này. Và cái thứ ba, trong cái tiếng Hán, phòng tâm ly quá tham đẳng vi tâm, phải phòng ngừa cái tâm lỗi lầm, mà trong đó cái tham là cái gốc. Thì cái câu thứ ba này, xin nhớ nhận diện và chuyển hóa những tâm hành xấu, nhất là tâm tham lam và cái tật ăn uống không chừng mực. Trừ cái bản tiếng Việt rất hay, nói rất rõ. Tiếng Hán cũng hay lắm. Và bây giờ tại vì mình không có học tiếng Hán, mình học tiếng Việt, mình đọc tiếng Việt. Xin nhớ nhận diện và chuyển hóa những tâm hành xấu, nhất là tâm hành tham lam và nguyện ăn uống có chừng mực. Điều thứ tư, thân nó ốm. Điều thứ tư, mình phải thấy cái thức ăn này là chánh sự lương dược, trị liệu hình khô. Món ăn này là như món thuốc để trị bệnh khô gầy. Cái hình hài mình không ăn uống thì nó sẽ khô gầy, cho nên mình ăn uống. Cho nên buổi chiều ăn là ăn sao? Ăn như món thuốc. Cho nên thí dụ thiếu một chút không sao, dư một chút cũng không sao. Vì buổi như cái ban nấu ăn ngày hôm nay là ngày mai hết hạn rồi. Và nếu mình nấu ra nữa thì rất là cực, tại vì linh láng ra đó. Cho nên chiều hôm nay cố gắng thanh toán hết những thức ăn của ngày hôm nay. Mà mình nhờ vậy cho nên hôm nay mình sao? Gọn gàng, sạch sẽ, hoan hỷ. Vì mình biết rằng ăn cơm chiều chỉ là một buổi cơm phụ thêm, rồi mình còn có bánh, có này, có kia để nó no cái bụng. Cái chính là chúng ta giữ thân để tu, chứ không có buồn phiền gì mấy đó. Pháp Hòa nói như vậy không phải để bào chữa ai, nhưng mà cái đó là sự tu tập. Mình đi bất cứ đạo tràng nào, và thậm chí ngay trong nhà của mình, ví dụ hôm nào mình lỡ mình ăn thiếu thiếu một chút thì mình cũng cho đó là một sự thực tập. Người ta còn đói triền miên kìa, còn mình đói một buổi mà, thí dụ vậy đó. Cho nên mình nói với mình cái câu thứ tư đó, đây là món thuốc. Cho nên buổi cơm chiều chúng ta gọi là dược thực. Dược thực là ăn thuốc, ăn món thuốc. Và cái thứ năm, vi thành đạo nghiệp, phương thọ thử thực. Thì cái điều thứ năm bằng bên bản tiếng Việt chúng ta dịch, tiếng Việt của chúng ta là vì muốn thành tựu đạo nghiệp, xây dựng tăng thân, tình huynh đệ và nuôi dưỡng chí nguyện độ đời, nên con thọ nhận thức ăn này. Thì chúng ta thấy rằng cái chúng ta đi về đây là có một cái chí nguyện rõ ràng. Chí nguyện của chúng ta là làm người xuất gia giải thoát. Ngày hôm qua Pháp Hòa dạy cho mấy em nhỏ ý nghĩa của chữ xuất gia gieo duyên. Bởi vì các em có một số mới năm nay lần đầu tiên đi, và chưa có khái niệm gì nhiều về cái chữ short term monastic retreat bên tiếng Anh. Tiếng Việt là gọi là xuất gia gieo duyên. Cho nên Pháp Hòa phải có một buổi nói chuyện với các em, dịch giải cho các em hiểu cái chữ đó. Thì Pháp Hòa có đùa với các em, Pháp Hòa nói nếu mà các con xuất gia là freedom, giống như thầy vậy đó, giống như các thầy vậy, muốn đi đâu thì đi.
Cho nên mình mà xuất gia thì mình tu, mà mình xuất giá thì ở tù. Cuộc đời nó có một cái dấu thôi, mà bỏ lộn dấu là hai cái cuộc sống nó khác nhau xa lắm. Và cái điều mình chưa làm được, cho nên mình muốn gieo cái duyên đó. Mình gieo cái duyên xuất gia. Mà trong đó cái nghĩa của ba cái nghĩa của xuất gia mà hôm trước mà nó mới có nghĩa là xuất thế tục gia, tức là ra khỏi cái nhà mình đang ở thôi. Nó còn một cái xuất nữa là phải xuất phiền não gia. Cái nhà phiền não. Không có gì buồn hết, rất thoải mái. Tu được một ngày cũng quý. Cho quý vị biết không, ở đây có nhiều vị xin tu một ngày, xin tu hai ngày Pháp Hòa cho hết. Bởi vì Pháp Hòa nghĩ rằng đã nói là gieo duyên, thì người ta có bao nhiêu duyên thì mình phải gieo cho người ta. Giờ người ta có một ngày à, mà mình không cho người ta gieo thì chừng nào người ta có được một ngày nữa. Cho có nhiều vị lên xin một ngày vẫn cho. Rồi ngày có đáp không? Đáp chứ. Đáp cho đủ để cho quý vị gieo cái duyên này dù chỉ một ngày. Quý vị nào mà tụng cái bài tùy hỷ hồi hướng, nó có cái câu như thế này: nếu con đã từng cúng dường trai tăng dù chỉ một buổi, nếu con đã từng xuất gia dù chỉ được vài ngày, nếu con đã từng cứu chúng sanh dù chỉ một vài con sâu con kiến, nhiều lắm, liệt kê một lô rồi. Cuối cùng tất cả những công đức ấy hôm nay con xin gom lại hồi hướng về quả vô thượng. Vậy thì chúng ta tu một giờ, một ngày nào chúng ta cũng hướng về cái chỗ vô thượng của chúng ta muốn tới, đó là xuất gia giải thoát. Nói nghe ghê gớm, phải không? Xuất gia giải thoát. Mà rốt cuộc rồi xuất gia giải thác, tức là chết mà giải giải vậy chứ không chết. Thôi mà nói như vậy không có phải là mình nói cái negative, nhưng mình nói những cái để cho chúng ta thấy. Rồi có nhiều khi mình quên kiểm, mình quên kiểm những cái gì nó sinh khởi trong tâm niệm của mình. Xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, và cái cuối cùng là xuất tam giới gia. Tam giới là gồm có dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Cõi dục là cõi ham muốn. Bây giờ mình không có nói cõi nào xa nha, mình nói cái cõi nó cho nó gần mình nè. Mình có ham muốn không? Còn. Mình còn chuộng cái tướng bên ngoài không? Còn. Mặc dù bị nhá kéo chởm hên chởm rồi đó nha. Quý vị biết không, Pháp Hòa mà nhá kéo và cũng nương tay lắm á. Pháp Hòa đưa kéo vô nhá nhá thôi, chứ gặp Thượng Tổ Minh Quang là bóp. Không biết đâu, cúi xuống, ủa trời ơi, nguyên chởm. Thượng Tọa làm thiệt á. Chứ còn Pháp Hòa là chỉ nhẹ nhẹ, dài sợi cho tượng trưng thôi. Chứ còn Thượng Tọa là làm ba chởm thiệt á. Vậy rồi đi xuất gia rồi mà cũng còn quên à. Bước ra rồi cũng chỉnh đốn. Mà nó ngộ lắm. Mình mặc cái bộ đồ đời á là mình quan trọng dữ lắm. Cho ngay, cho thẳng cái mà cái y với cái áo nó sao đâu. Nhiều đó thôi, cái mình thấy mình bị cái gì nhiều. Mình chuộng cái kia nhiều, mình chuộng cái sắc đời nhiều mà mình quên để ý cái sắc của đạo. Trên ngoài đời ha, hễ mà sáng ra mà lấy kiến, lấy cái đỏ đỏ, cái đen đen, cái xanh xanh gì đưa lên đưa xuống gì đó thì kêu là trang điểm. Còn nhà mà mới mua thì trang trí. Còn người mà nhăn nhăn quá lâu lâu đi tân trang. Còn mình vô trong chùa mình làm gì? Mặc pháp y,
để trang nghiêm thân tướng. Cho nên y đắp lên rồi là đi đứng khoan thai. Là người xuất gia thì nói năng từ tốn. Quý vị có nghe cái lời khai thị của Hòa Thượng cái ngày mà đầu tiên vừa xuất gia xong đó? Sắc đẹp tiếng tà không được xem nghe, không phải người hiền thì chớ làm bạn, không phải bậc thánh thì chớ có tôn thờ. Ôn cũ biết mới, thời thời lợi sanh. Dụng tâm như thế, phải dụng tâm như thế mới gọi là con của Phật. Cho phải nghe cái lời đó. Quý vị nhiều đời có trồng căn lành, cho nên hôm nay mới được tướng đầu tròn áo vuông. Đầu thì tròn, áo thì vuông, cho nên việc làm của chúng ta mỗi ngày phải vuông tròn. Cái thân tướng mình là thân tướng của đầu tròn áo vuông. Thì dù chỉ là lau cái bàn cũng lau một cách vuông tròn, chứ không có lơ là qua loa. Ngày hôm qua Pháp Hòa đi ngang ở chỗ trước cửa cái nhà, cái phòng, cái nhà trà nước đó, có một đạo hữu, có một vị đang đứng nhổ cỏ rồi tưới từng gáo nước. Vị đó gọi là vô dư tu, là tu không có thiếu sót, làm đúng cái bổn phận. Thí dụ vậy đó. Rồi Pháp Hòa để ý những vị trong ban rửa dọn xong rồi, ta xong hết rồi mình phải đi đổ những cái nước dơ, rửa thau úp lên, thí dụ vậy đó. Ai dám nói những cái đó không phải là tu? Đâu phải chỉ một ngày hai thời kinh ba thời pháp gọi là tu đâu, đúng không? Vô gián tu, rồi gì nữa, trường thời tu, cung kính tu, để chúng ta đạt được cái chỗ gọi là vô dư tu. Cái sắc là cái hình tướng. Ví dụ bây giờ mình thấy cái tướng người đó bực bội mình lắm là mình bị sắc rồi đó. Giờ mình làm sao mình làm, mình tu được cái chỗ giờ thôi vô sắc, không có thấy cái đó nữa. Còn cái chuyện mà cõi nào sống bằng cõi dục, cõi sắc, mình không có nói. Nhưng mình nói cái thiện thực đấy. Nhiều khi hàng ngày mình cũng sanh trong cái cõi đó đó. Lát cái mình sanh trong cõi dục, lát mình sanh trong cõi sắc, lát mình sanh trong cõi vô sắc. Nhưng mà cõi nào rồi cũng còn luân hồi hết, cho nên mình nguyện ra khỏi cái cõi đó. Hồi trưa Pháp Hòa nghe Thượng Tọa định nghĩa Niết Bàn, thấy không? Thay vì nói Niết Bàn là này, Niết Bàn là kia, nói ngược lại, Niết Bàn là khi chúng ta không còn tham, không còn sân, không còn si. Cái đó gọi là Niết Bàn. Vì cái đó là Niết Bàn, là trạng thái của tâm. Niết Bàn là trạng thái của tâm, chứ không phải là nơi chốn để mình tới. Khi mà mình ở trong này, mình có được sự bình an là mình có Niết Bàn. Khi tâm mình mấy ngày nay, Pháp Hòa nói ví dụ nha, để ý, bây giờ mới tu có 3 ngày mà mấy ngày nay ha, có người là tăng song lên, có người trợ chân là bông gân, nhưng mà họ không có đau khổ. Vị đó đau nhưng mà có Niết Bàn, không có buồn khổ gì hết. Tại vì mình rủi thì mình chịu nạn vậy thôi, không có khổ. Ăn cơm trong phòng vẫn hạnh phúc, vì mình ăn vẫn còn ăn trong đạo tràng, vì mình còn sống trong đạo tràng. Có một em đó, nó đi nó trật cái chân, nó bong gân, nó phải đi băng đó. Thì nó khi nó về, Pháp Hòa mới lại thăm, nó ngồi trước cửa và tới thăm. Sao con, bây giờ con đau không? Dạ con đau. Con muốn về sớm không? Đổi vé về sớm nghỉ ngơi. Dạ thôi, con ở đây có mấy ngày à? Để con ở đây, tại vì con đau nhưng mà con được băng bó, con nghĩ con ok. Tội nghiệp ngày hôm qua nó cà nhắc nó đi kinh hành. Pháp Hòa mới nói con khỏi kinh hành, con cứ tọa hành đi. Ăn cơm xong con ngồi chỗ, con không cần đi. Mà nó ráng đi theo chúng để nó đi kinh hành. Thì quý vị thấy cái em đó, mặc dù nó không biết gì hết, nhưng mình hiểu được trong tâm nó có Niết Bàn. Tại vì nó không có khổ.
Hôm nay mình nói qua đường á, cái ấn mình bắt niệm định tuệ, và mình tụng trong cái đó có cái câu là tam đức lục vị cúng Phật cập thân. Tam đức tức là ba cái đức của người tu: trí tuệ, giải thoát. Mình có hàng ngày mình ăn, mình có món chua, món mặn, món ngọt, món cay, món bùi gì đó. Ăn thì phải có miếng ớt, nước lạc thì phải có miếng mặn mặn, phải không? Canh chua thì phải chua, hay là gỏi thì phải chua, thí dụ vậy. Cho nên hàng ngày mình ăn, mình có những cái vị, thì cuộc đời này chúng ta có những cái vị đắng chát, chua cay, ngọt bùi cũng là chuyện thường. Nó là những cái món ăn hàng ngày của mình mà. Không có cái đó làm sao tu? Không đau khổ lấy chi làm hạnh phúc? Không sầu thương sao biết chuyện con người? Không nghèo đói làm sao thi vị hóa? Không lang thang sao biết gió mưa nhiều? Quý vị không lang thang qua Tây Thiên sao biết Tây Thiên có mũi nhiều? Phải không? Không đau khổ lấy chi làm hạnh phúc? Không sầu thương sao biết chuyện con người? Không nghèo đói làm sao thi vị hóa? Hôm nào mình đói thiệt là đói, rồi mình ăn miếng bánh, trời ơi lúc đó miếng bánh nó ngon ơi là ngon. Còn hôm nào mình no nê rồi, đứa gì mình cũng ngán hết trơn đó. Cho nên phải có những bữa đói như vậy đó. Ở đây ai chưa nghe bài đá đời đá vàng á? Chưa nghe thì ráng chịu cho biết làm sao. Có quà có cái tập gì đó. Đang lái xe mà định quẹo phải, ai kêu quẹo phải, tôi quẹo trái. Tam đức lục vị, sáu cái vị trong cuộc đời này chúng ta không có ngày nào mà chúng ta thoát đâu. Ngày nào cũng thế nào, trong sáu vị cũng có ít nhất cũng bốn vị trong, đúng không? Mà thậm chí nhiều khi trong một món ăn nó có đủ vị trong đó nữa. Chẳng hạn quý vị ăn bánh mì, burger, trét miếng mayonnaise, rồi cái thêm lớp burger, xong cái cần chua, để cái trái dưa leo ngâm đó, pickle. Chưa đủ chua thêm miếng ketchup, chưa đủ nồng thêm miếng mustard, thí dụ vậy. Cho nên nhiều khi trong bữa một cái món ăn thôi mà mấy vị trong đó, phải không? Thì trong cuộc đời này có nhiều khi cùng một lúc mà nó dồn dập mấy thứ. Chẳng hạn như mấy ngày đầu của mình vậy đó, phải không nè? Thà nữ được, có hiểu vậy rồi, thôi bây giờ tất cả hương vị gì đó con cũng xin cúng hết. Thấy không? Cúng là sao? Nó đều là những phương thuốc dưỡng nuôi con hết. Nhờ có những cái đó mà con mới trưởng thành nên người. Nhờ có những cái đó mà con mới biết thế nào là té đau, con mới biết thế nào là đứng dậy, con mới biết thế nào là thương người, vân vân và vân vân. Cho nên mình tu theo Phật rồi đó, mình sẽ có cái định lắng xuống để mình nhận định, mình thấy tất cả cái định tĩnh của mình, để thấy tất cả đều là pháp môn hết. Cho nên mình mới nguyện vô lượng pháp môn tu. Pháp môn nào cũng đều là pháp môn để con tu hết, chứ không phải là pháp môn là thuận không mà tu. Nhiều khi pháp môn nghịch cũng là pháp môn để con tu. Còn mà Phật đạo có vô thượng đi nữa, con cũng thệ nguyện thành. Cái chỗ thành đạo đó nó cao xa lắm, không phải dễ tới, nhưng mà con vẫn nguyện con thệ. Tại vì đời mà người ta còn nói một câu với nhau: em thương anh đâu phải là giàu nghèo, miền tinh là đằng sơn kéo, sống sao em cũng lội vàng đèo em cùng qua. Phải không? Người đời mà mình còn, lúc mình thương nhau, mình yêu nhau, mình còn nói vậy, huống chi là mình tu.
quý vị mở tập nhạc ra có cái bài, có cái bài Duyên Quê. Bài đó phải tên Duyên Quê không? Bây giờ được sửa lại là Duyên Xưa. Hát cái bài Duyên Xưa. Cho nên mình tu là vậy đó. Từ những cái câu đó đó, nó chuyển thôi. Giống như là mình nói đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn, đời tôi không duyên nên yêu ai cũng không thành. Và đừng lo mất duyên nữa. Đời tôi đi tu nên tôi đâu có cô đơn, vì không cô đơn nên tôi đây mới tu hoài. Đừng cho tôi tu vì chán đời đắng cay, hay thất tình bao lần nên vào chùa để ấn tu. Cho nên không có lo cái chuyện mà có cô thị màu nào vô tìm mình. Cổ có vô, cổ nói ông đạo ơi, ông lạnh nhạt với tôi càng thêm đắc tội. Tội khinh người, tội bạc bẽo, tội vô tâm. Thì nếu mà cô màu cổ nói như vậy, mình cũng có cách đáp à, phải không? Tín nữ ơi, đừng có tre, đừng có buông lời quá nguyệt, đừng quên rằng tiểu đây là kẻ xuất gia, phải không? Cho nên nó có cái này thì mình cũng có cái khác. Phiền não trong cái bài tụng hạnh phúc nè, dù cuộc đời vô thường, dù sinh lão bệnh tử, nhưng mà hai câu kế, đã có đường đi rồi con không còn lo sợ. Hạnh phúc thay được sống trong tăng đoàn Thế Tôn, đó là hạnh phúc của mình. Cho hạnh phúc của mình là sống trong tăng đoàn của Thế Tôn, dù chỉ là 10 ngày. Mà nhớ là mình chỉ được có 10 ngày thôi. Mà nếu mình không hưởng 10 ngày này, mình để cho 10 ngày nói theo danh từ của Thượng Tọa Quảng Điền là thấu trời. Cái đó người ta gọi là gì biết không? Cố ý trồng hoa, hoa chẳng nở, vô tình tiếp liễu, liễu xanh tươi. Muốn tắt cái phone, phone không tắt. À, vô tình không muốn nghe lại cứ phải nghe. Ví dụ vậy đó. Có bản lãnh. Bởi vì thời nay sư tử hơn sư phụ. Thôi thì tối hôm nay Phó Hòa ra thăm đại chúng một lần nữa, và cũng không gì khác hơn là hai buổi này thì có những cái nghi thức ở trong chùa. Thì có nhiều khi quý vị thấy làm mà mình không biết tại sao. Tại sao ăn cơm phải bắt cái ấn đó, tại sao phải làm cái này. Thì Pháp Hòa nói thêm, để cho những vị mà nằm thực hiện cái nghi thức đó hiểu. Khi mà chúng ta nâng bát cơm lên, quý vị nhớ ấn này gọi ấn gì không? Tam Sơn. Tam Sơn chớ không phải là Tam Sơn. Hồi xưa người ta muốn cúng á, người ta muốn cúng để mà cầu khẩn gì đó không, thì người ta phải lấy ba con vật. Một con vật biết bay, một con vật đi trên đất, một con vật ở dưới nước. Cho nên gọi là tam sanh, ba thứ sanh. Thí dụ như là người ta cúng con tôm là đi dưới nước chứ gì. Rồi ta miếng thịt luộc là con heo đi trên đất. Rồi ta cúng cái trứng gà là tượng trưng cho loài biết bay. Rồi nói tam sanh, nói riết thành tam sơn, chứ là tam sanh. Bây giờ mình gọi là cái ấn của mình không phải là tam sanh, cũng không phải là tam sơn, mà nó là tam sơn. Tam sơn là núi nè, tam ấn tam sơn tượng trưng cho niệm. Rồi khi mình hiểu được cái ý nghĩa cúng đó rồi thì mình sẽ thực hiện cái nghi thức cúng một cách hết lòng. Và khi chúng ta hiểu rồi thì chúng ta thấy đâu có gì rườm rà đâu, nó biểu tượng mà.
Giống như ngày hôm qua Pháp Hòa nói mấy đứa nhỏ, mình đắp y á, nếu mà mình không có cái y thì nó không bao giờ nó đưa mình vô cái khuôn được hết á. Đắp cái y lên rồi là tự nhiên cái y nó làm cái khuôn cho mình. Không lẽ bây giờ dắt đau đắng cái y vậy mà cung tay và thủ võ như Thiếu Lâm Tự sao? Phải không? Thành tử tự nhiên thôi, nó frame mình lại. Pháp Hòa giải thích cho mấy em nó hiểu vậy đó. Tại sao mình mặc cái áo màu nâu là vì màu nâu là tượng trưng cho đất. Đất là chịu đựng hết, nước sạch, nước dơ đất vẫn chịu. Con cũng thế. Người ta khen, người ta chê, mình cũng chấp nhận hết. Tại sao con phải mặc màu lam? Màu hương khói thanh thản tâm hồn. Giống như nhẫn mà nhẫn chưa tới mức á, giống như đất còn non. Bùn á, bùn mà còn non là nó màu xám. Bùn già là nó màu nâu. Cho nên nhẫn này là nhẫn còn non. Cho nên Pháp Hòa hay chọc nói đây là người tu của mình là dưới ba màu áo. Hồi xưa ở Việt Nam nó có cái tuồng hát là dưới hai màu áo. Bây giờ mình tu mình tăng lên dưới ba màu áo. Màu lam, màu nâu, màu vàng. Mà màu nào cũng đều là màu tu niệm hết. Màu vàng, màu đất, màu nâu của màu đất. Rồi cái viền xung quanh là gì? Là cái ranh giới để giữ gìn mình. Thôi chúc đại chúng có một buổi chiều an lạc.